Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong số đối thoại trước, chúng tôi đã cùng ba khách mời bàn luận về đề xuất đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng. Và trong số đối thoại đó thì rất nhiều các giải pháp cũng như cách đánh giá được các khách mời đưa ra. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cùng các khách mời của chương trình đối thoại là các chuyên gia, là các luật sư để cùng bàn luận về đề xuất này và cùng đưa ra những giải pháp để hạn chế những tình trạng nhũng nhiễu khó khăn cho doanh nghiệp như số đối thoại trước các khách mời đã đề cập. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Trường, trưởng khoa tại chức Học viện Tài chính kiêm giảng viên cao cấp bộ môn thuế Học viện Tài chính. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law. Ông Phan Đức Hiếu, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Trước khi mà chúng ta cùng bàn về đề xuất đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng như đề tài của chương trình đối thoại thì xin mời các vị khách mời và cùng quý vị khán giả xem một phần tổng hợp của chúng tôi về những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan tới đề tài này và xin mời quý vị cùng theo dõi. Bây giờ nói là công khai chứ thực ra là bí mật. Công khai trong cơ quan chẳng có tác dụng gì cả. Mình đánh mình rồi, mình cũng lại là anh em, là chiến hữu, là sếp, là người sẽ lo lắng quyết định số mệnh chính trị của mình. Làm sao khó lắm. Bây giờ làm trang web rất rẻ tiền, dữ liệu có hết rồi, thuê người đánh máy trong vài tháng bùng hết trên mạng, 1 triệu trường hợp cho dân, ai cũng vào xem được, cả thế giới vào xem được. Thì sau khi làm được cái việc đấy, dăm 3 năm sau hãng nói đến cái chuyện là đánh thuế hay không, rồi xử lý điều tra thế nào. Còn bây giờ thì tôi khẳng định là sẽ không có tác dụng gì và nó sẽ tác dụng ngược. Nó sẽ rất nhiều vấn đề sẽ khó khăn, bức bối, nhức nhối từ cái quy định này. Tại sao ông quan chức ông làm được cái việc đó? Bởi vì quy trình phê duyệt dự án, bởi vì cái cơ chế xin cho trong cái việc cấp đất đai, vân vân. Tất cả những cái đó, đó nếu như không có một cái sự gọi là rà soát, kiểm soát và theo một cái quy trình mà minh bạch, công khai, có cạnh tranh, có kiểm tra giám sát đấy, thì chắc chắn bất cứ ai ngồi vào cái vị trí ông quan chức đó cũng sẽ được đưa đẩy đến cái hành vi tham nhũng. Cho nên chúng ta nhìn nhận một cách sâu xa đó là vấn đề cơ chế, quy trình, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực liên quan đến kinh tế. Chúng ta hiện nay rất bức xúc cả về ý đồ chính trị, là muốn giải quyết tham nhũng và có biện pháp và phải chứng tỏ rằng Đảng, Chính phủ, đội bộ máy công quyền đang quyết tâm chống tham nhũng, và nhân dân thì bức xúc. Nhưng nếu xét về lâu dài của bộ luật ấy, thì còn phải để làm sao nó đi vào trong lòng dân, thành đạo đức, thành văn hóa xã hội, thành chuẩn mực của nghề nghiệp, thì có thể là phải chú ý đến cả những cái chuyện, những giải pháp tình thế như chúng ta đánh thuế nhân lên bao nhiêu phần trăm, phạt bao nhiêu phần trăm, thì chú ý đến yếu tố là dân biết được thông tin, dân giám sát. Vâng, thưa các khách mời, ở số đối thoại trước chúng tôi cũng đã bàn luận về chủ đề này ạ, và cũng có những góc nhìn, những cách đánh giá rất là khác nhau. Vậy ngày hôm nay thì với vị trí của các khách mời, với công việc của các khách mời thường xuyên tiếp xúc va chạm với những vấn đề kinh tế, thì các khách mời đánh giá thế nào về đề xuất là đánh thuế 45% đối với những tài sản có nguồn gốc không rõ ràng nằm trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của luật sư trước ạ, xin mời ý kiến của ông Hà. Thì qua cái đọc dự thảo thì tại cái điều 58 của dự thảo luật phòng chống tham nhũng thì có nói là nếu mà cái tài sản thực tế của cán bộ công chức mà nó lại có cái cao hơn so với cái tài sản kê khai mà lại không chứng minh được cái nguồn gốc, cũng như là cơ quan chức năng mà cũng không chứng minh được có hành vi phạm tội, thì sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là sẽ xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng cái mức phạt là 45%. Và cái giải pháp thứ hai là thông báo cho cơ quan thuế và coi đó là cái khoản thu nhập bất thường và sẽ tính cái thuế suất là 45% đối cái phần ở chênh lên. Thì tôi nghĩ là đối với cái giải pháp thứ nhất, cái phương án 1 ấy, là đã xử phạt vi phạm hành chính, thì tôi nghĩ là nó khó cái cơ sở. Bởi vì cùng một cái hành vi vi phạm như thế lại áp dụng hai cái quy định của hai cái chế tài xử phạt. Bởi vì cái người cán bộ công chức mà đã bị áp dụng cái mức cái xử phạt theo quy định của luật cán bộ công chức rồi lại tiếp tục áp dụng cái quy định của luật xử phạt vi phạm hành chính thì như thế không hợp lý. Mà quan điểm của tôi thì với cái phương án thứ hai là đánh thuế thu nhập toàn phần với mức cái thuế suất là 45% đối với cái phần tăng thêm, thì tôi nghĩ là đấy là một cái giải pháp hợp lý. Bởi vì
chúng ta biết là bây giờ chưa chứng minh được hành vi phạm tội, và nếu mà chúng ta tịch thu toàn bộ thì sẽ rất là khó, mà nếu mà chúng ta thu với cái mức như thế thì cũng đảm bảo cái sự hợp lý. Và cái điều này cũng thể hiện là trước đây thì những cái quy định về kê khai về thu nhập và tài sản của cán bộ công chức thì chúng ta làm rất là hình thức và chiếu lệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái chế tài là nếu mà tịch thu những cái phần mà chênh lên mà không giải trình được, thì tôi nghĩ là nó cũng thể hiện là cái sự quyết liệt và cũng có cái chế tài đối với những cái phần này. Thì tôi nghĩ là đây là ban soạn thảo có một cái giải pháp là tôi nghĩ là có thể chấp nhận được. Vâng. Và ông Hà có theo dõi về cái lý giải của Tổng Thanh tra Chính phủ về cái việc là tại sao chúng ta lại chọn con số là 45% không? Trong số trước là các khách mời đưa ra quan điểm khá là khác biệt so với ông Hà. Tôi không biết là hai khách mời định như thế nào. Ông Trường sao? Tôi cho rằng là như thế này. Cái đề xuất này ấy, thì về cái mục tiêu, mong muốn thì là tốt. Nhưng mà cách làm thì về khía cạnh pháp lý thì tôi thấy nó chưa ổn lắm. Bởi vì rõ ràng là khi ta nói đến câu chuyện đánh thuế đấy, thì nó phải được quy định trong các cái văn bản pháp luật về thuế. Nếu bây giờ lại bất kỳ một cái luật nào lại cũng nói về vấn đề đánh thuế thì rõ ràng chúng ta sẽ hình dung ra là cái hệ thống pháp luật của chúng ta nó trở nên sẽ không minh bạch. Trước đây chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết cái chuyện là các luật khác quy định về thuế, ví dụ luật đầu tư nước ngoài trước đây, xong rồi luật sau này thành luật đầu tư chung, rồi các luật khác, các luật khác đều có một đoạn quy định về thuế rồi ưu đãi thuế, làm cho là cái hệ thống pháp luật nó trở nên không minh bạch, nó không rõ ràng. Và làm như vậy thì rõ ràng là nó không tốt. Thì theo quan điểm của tôi, tức là nếu mà muốn đánh thuế thì phải quy định trong cái văn bản pháp luật về thuế. Tức là ở đây anh chỉ nói được cái câu chuyện dưới góc độ là phòng chống tham nhũng, thì cái chuyện này là ví dụ như là tôi cho rằng là như này này, cái phần mà giải trình ấy, thì rõ ràng là suy cho cùng nếu mà người ta không khai mà bây giờ mới phát hiện ra thì nó chỉ có hai khả năng cơ bản thôi. Khả năng thứ nhất là nhận hối lộ và tham nhũng. Khả năng thứ hai là anh đã không khai thuế trước đó. Tức là cái nguồn ấy là nguồn hợp pháp nhưng mà chưa được khai thuế, có thể là trốn thuế, khai thiếu thuế. Vậy thì rõ ràng là cái gì mà thuộc về lĩnh vực thuế, anh ta giải trình được, nó là hợp pháp, nhưng mà nó bản chất nó là do chưa khai thuế hoặc trốn thuế, thì cái đó mới đánh thuế. Mà đánh thuế thì phải theo quy định pháp luật thuế. Mà pháp luật thuế thì chỗ đó nó liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Thì lại phải xem trong pháp luật về thuế thu nhập cá nhân nó là nguồn gốc, nó là cái gì, nó là quà tặng hay nó là nhận thừa kế hay nó là tiền lương mà anh giấu đi, anh không khai, bây giờ anh mới đánh thuế, thì phải đánh thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, như thế pháp luật nó mới minh bạch, mới thực hiện được. Thế còn cái phần mà liên quan đến là anh không thể giải trình nổi thì rõ ràng mà anh là công chức thì rõ ràng đấy là cái góc là có dấu hiệu của là tham nhũng hoặc nhận hối lộ. Thế bây giờ cái câu chuyện tiếp theo là cái quy định pháp luật hiện hành của chúng ta là chúng ta đang nói là anh nói tôi phạm tội thì anh phải chứng minh là tôi phạm tội. Vậy thì câu chuyện ở đây ta sẽ phải bàn tiếp là theo cái quy định hiện hành là phải đi tìm để chứng minh tội phạm tội ở chỗ nào trên cơ sở cái tài sản đấy, hay là nếu anh cứ không giải trình được vậy thì dứt khoát là anh là tôi kết luận luôn là đây là cái tài sản là do nhận hối lộ tham nhũng mà có, và tôi tịch thu và đồng thời tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Để cái đấy là chúng ta phải tính thêm. Vâng, một góc nhìn về thuế, không hiểu. Tôi rồi thì tôi cũng có quan điểm có lẽ là giống anh Trường hơn. Bởi vì chúng ta phải hình dung ra cái thu nhập mà không chứng minh được. Chứng minh ở đây chúng ta hiểu là không giải thích được và nó tăng lên một cách bất thường và cao hơn rất nhiều. Bởi vì nếu như chỉ cao hơn bình thường so với cái thu nhập chính thức của một công chức thì người ta không đặt ra vấn đề. Nhưng nó sẽ là cao hơn rất nhiều so với lại cái thu nhập gọi là hợp pháp của một công chức. Thì như vậy vấn đề ở đây đặt ra là luật phòng chống tham nhũng là để xử lý cái vấn đề về chống tham nhũng. Thế thì nếu như giả sử cái ở trong dự thảo luật ta gọi là thuế thì giống như quan điểm của anh Trường ở đây nó không mang bản chất của một cái thuế. Và ở đây nó mang bản chất của một cái phạt nhiều hơn là cái thuế. Và bản chất ở đây là mang một bản chất của một biện pháp để phòng chống tham nhũng chứ không phải thuế ở đây. Đấy, thì cái việc thứ nhất. Thế thì như cái việc như vậy thì tôi cho rằng là nếu như cái đó là chưa chứng minh được phạm tội, mình thống nhất với nhau câu chuyện là chưa chứng minh được có nghĩa là còn là vô tội, thì cái thu nhập đấy có thể vẫn phải là được công nhận. Thì nếu như công nhận thì sẽ phải xử lý theo cái luật của thuế. Mà thuế hiện nay tôi cho rằng là cái công cụ
về thuế để đánh thuế cái tài sản đó, về thuế cá nhân, về xử phạt hành chính và thậm chí kể cả về trách nhiệm hình sự đối với cái hoạt động về thuế. Theo tôi là nếu như thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để thì đã có thể xử lý được vấn đề như vậy. Thế nên đề thứ hai là tôi chỉ đặt một câu hỏi thôi, là tôi cũng suy nghĩ là thế giả sử như mục tiêu cái này phải xác định rất rõ, cái mục tiêu cái này là chống tham nhũng. Mục tiêu của cái mình phải đặt, nó không phải là một đạo thuận luật thuế, việc đầu tiên đã. Thế thì nếu như giả sử mình đánh thuế một cái khoản mình nghi ngờ là tham nhũng, nghi ngờ là tham nhũng, một cái khoản mình tạm gọi là nghi ngờ là tham nhũng, nhưng không, hai bên đều không chứng minh được một cách rõ ràng, thì mình đánh cái khoản này thì có phòng chống được tham nhũng hay không? Thì tôi chỉ suy luận một cách bình thường như này, không. Tại sao lại không phòng chống được tham nhũng? Vì nếu như chúng ta đánh cái việc đó, mà nếu như đó là tham nhũng thật, thì những người tham nhũng người ta có một cái kênh. Kênh theo tôi khá là hợp pháp để người ta giải quyết một cái khoản tiền từ tham nhũng trở thành thu nhập hợp pháp. Chứ còn người ta sẽ không vì sợ hãi cái 45% để người ta ngừng tham nhũng. Mà thậm chí người ta sẽ tìm cách để tham nhũng để bù đắp cho cái mà người ta sẽ dự kiến trước, là trong trường hợp bị không giải trình được, trong trường hợp bị phát hiện nhưng chưa chứng minh được, thì người ta sẽ hy sinh 45% hoặc 50%, thậm chí 60%. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái mục tiêu phòng chống, ngăn chặn, rồi cái mục tiêu để gì ạ, tạm gọi là khắc phục hậu quả, trong trường hợp này là theo tôi đều yếu và đều không cơ bản, có thể không đạt được cái mục tiêu mình đề ra, mà ngược lại đôi khi nó lại có một cái tác động rất không mong muốn như tôi vừa nói, thậm chí tạo ra một cái cơ hội, một cái hành lang pháp lý như một số chuyên gia nói là để đâu đó hợp pháp hóa những cái khoản thu nhập từ chống tham nhũng. Tôi chia sẻ thêm một chút liên quan chỗ anh Hiếu vừa nói, tức là cái mà liên quan đến cái phần ấy mà cái tài sản của anh chênh lên ấy, thì trong luật của một số nước ở trên thế giới nó lại quy định ở trong cái luật về thuế và cái thẩm quyền quyền hạn của thanh tra thuế, trong đó nó quy định là cơ quan thuế khi thanh tra kiểm tra, người ta tiếp cận cái tài sản và cái phần kê khai thuế của cái người nộp thuế, và khi người ta thấy rằng là có cái mối quan hệ không bình thường giữa tài sản của anh và thu nhập của anh, tức là người ta có quyền yêu cầu anh phải giải trình là đây cái tài sản của anh này này anh có từ đâu, cái tài sản đấy đã được nộp thuế chưa, và anh nếu anh không giải trình được thì rõ ràng trước hết về thuế tôi thu thuế anh đã, nhưng mà nó phải theo luật thuế. Còn cái câu chuyện là anh tham nhũng thì mà xử lý theo luật tham nhũng thì cái câu chuyện là việc của người khác, còn tôi mà anh có cái tài sản đấy anh không chứng minh được thì tôi phải thu thuế anh, và người ta cho quyền cái suy luận. Ví dụ như là ông nhá, người ta tính như này, ông dùng cái xe ô tô, ông có cái xe ô tô này, xe ở đâu ra, để ông nuôi cái xe ô tô đấy ông phải hết bao nhiêu, vân 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 vân, người ta sẽ tính ra vậy ít nhất thu nhập của ông phải bằng này, mà ông không giải trình được nữa thì ông phải chấp nhận, ông ký với tôi cái này là do ông đã trốn thuế, tôi thu thuế ông. Và đồng thời chúng ta biết rằng ngay cả luật của chúng ta ngoài cái việc truy thu, chúng ta còn xử phạt hành chính, phạt khai thiếu thuế, phạt trốn thuế, và thậm chí bộ luật hình sự cũng có một điều quy định về tội trốn thuế. Để như thế rõ ràng tôi quay trở lại vấn đề là tôi ủng hộ cái câu chuyện là mục tiêu thì tốt, nhưng mà dứt khoát cái gì về thuế thì phải quy định ở trong văn bản pháp luật thuế, cùng lắm thì nó có cái phần của bộ luật hình sự nói về cái tội trốn thuế thì là ok, còn những cái phần mà liên quan đến để mà phòng chống tham nhũng thì lại là cái việc khác. Chúng ta sẽ tính đến cái chuyện là ta có, tóm lại tôi nghĩ bây giờ băn khoăn hai việc thôi, một là thấy dấu hiệu rồi không giải trình được rồi thì sẽ đi để chứng minh hành vi tham nhũng đó, theo các điều về phần đề tham nhũng, hay là chốt luôn ông cứ không chứng minh được, vì ông là công chức, ông có điều kiện để tham nhũng mà ông không chứng minh được là nó là hợp pháp, không chứng minh được đây là do tôi chưa khai tôi trốn thuế, thì tôi chốt luôn đây là tài sản bất minh này là do tham nhũng, và luật chúng ta chốt vậy thì đấy là, tức là khi anh không chứng minh được tôi kết luận đây là hành vi tham nhũng luôn, vậy thì có được không? Thì cái này chắc là chuyên gia về luật thì sẽ có ý kiến, tôi nghĩ là nó thỏa đáng hơn. Vì chúng ta còn cái câu chuyện quyền công dân nữa mà. Quyền được giữ bí mật thông tin nếu như tôi không thuộc đối tượng phải yêu cầu phải giải trình, đúng không ạ? Là một nhà nghiên cứu thì tôi trao đổi rõ hơn một tí, cung cấp thông tin thôi về cái nguồn gốc của cái vấn đề mà ta đang thảo luận ngày hôm nay. Thì như tôi nghiên cứu thì tôi thấy rằng là cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận là cái thu nhập tăng lên mà không lý giải được một cách hợp lý, thì nó có một cái nguồn gốc rất hay, là khi tôi thấy rằng là nó là một vấn đề rất mới của xã hội vào những năm 1934-35 gì đó, nó xuất phát từ Argentina, là khi có một đại biểu quốc hội họ đi trên một đoàn tàu, họ nhìn thấy một cán bộ công chức nhưng mà lại rất xa hoa và xa xỉ với cái mức độ về giàu có. Thế thì họ về họ đề xuất lên quốc hội để ban hành một đạo luật
là hình sự hóa luôn, tức là phạm tội về cái gọi là có cái khoản thu nhập mà công chức, đây là riêng công chức mà không chứng minh giải trình được. Nhưng cái đạo luật đấy không được thông qua mà phải mất đến 30, hơn 30 năm sau thì năm 1964 thì Argentina bắt đầu nó thông qua cái đạo luật về nó gọi là tội phạm về cái gọi là do cái sự giàu có mà không lý giải được của cán bộ công chức. Và cứ theo cái phong trào đấy thì cho đến nay thống kê nhá, thì người ta thống kê là có đến 40 nước ban hành một đạo luật giống như đạo luật về phòng chống tham nhũng của mình, và thậm chí quy định cái chế tài nặng hơn đấy là cái tội phạm gọi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cái trường hợp đó. Nhưng cái vấn đề này thì nó rất tranh cãi, tức là nó tranh cãi rất nhiều, và thậm chí có nhiều người nói rằng là những cái đạo luật hiện nay mà các nước đã áp dụng nó vi phạm nghiêm trọng cái quy nhân quyền, cái quyền con người. Nhưng ở Mỹ thì họ không thực hiện theo cái cách đó. Ở Mỹ thì nó thiên về cái cách thứ hai, nó nói thế này là cái việc anh nhìn thấy cái sự chênh lệch về tài sản thì không thể suy đoán có tội được, vì là có nhiều trường hợp người ta không muốn khai vì bất kể một lý do cá nhân nào đó, ví dụ quyền im lặng hay là bất kể một quyền gì của con người. Nên nước Mỹ người ta ở ví dụ ở cách tiếp cận của common law, tức là những thông lệ, là người ta buộc phải đi vào cái bản chất, có nghĩa rằng là người ta sẽ xử lý chủ yếu dùng cái kênh là thuế. Thế như vậy rõ ràng ở đây vấn đề liên quan lớn nhất là anh có một cái tài sản thu nhập cao hơn mức bình thường so với cái tài sản chính thức của anh, thì có nghĩa vấn đề ở đây là đang vấn đề liên quan đến việc đâu đó về anh trốn thuế, anh lậu thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân, thì họ sử dụng cái công cụ hiện có mà không ban hành thêm các cái đạo luật. Chắc là luật sư sẽ lý giải thêm. Vâng, thì về cái lý giải của anh ấy thì tôi cũng chia sẻ về cái quan điểm của anh, nhưng mà nó có hai cái vấn đề này. Vấn đề anh bảo là chưa có cái cơ sở quy định của trong cái luật thuế thu nhập cá nhân để có thể mình đánh được cái thuế là mức thuế suất là 45%. Nhưng mà theo cái quan điểm của ban soạn thảo là khi mà nếu mà đồng ý với cái phương án mà ban soạn thảo đưa ra, có nghĩa là sửa thì đồng thời là vừa sửa luật tham nhũng thì đồng thời sẽ đưa cái mức 45% vào cái luật thuế thu nhập cá nhân luôn để có cái cơ sở pháp lý để đánh. Thứ hai ấy là về cái quan điểm là về luật, khía cạnh luật mà nói nhé, là bây giờ bộ luật hình sự đất của tất cả các quốc gia trên thế giới, không những chỉ common law đâu, về cả civil law của Việt Nam hiện nay đều áp dụng, đó là nguyên tắc suy đoán vô tội. Có nghĩa là anh không chứng minh được đấy là tiền sạch, nhưng có nghĩa là không có nghĩa là anh là phạm tội. Mà cái nghĩa vụ chứng minh phạm tội là nghĩa vụ của nhà nước, của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan nhà nước. Và nếu mà nhà nước mà thấy kể cả rõ ràng là ông vi phạm, ông là tham nhũng thật, nhưng mà ông không thể chứng minh được thì cũng không thể kết tội được người ta. Đấy là cái nguyên tắc suy đoán vô tội, thì là có lợi cho người phạm tội, và đấy là cái nguyên tắc mà tất cả các quốc gia người ta đều tôn trọng. Mình cũng phải tôn trọng. Đấy, mình cũng phải tôn trọng. Và bây giờ đặc biệt là cái quyền im lặng. Có nghĩa là nếu mà mình có quyền giữ im lặng khi mà mình không trả lời. Và cái nghĩa vụ chứng minh là phải nghĩa vụ của cơ quan cảnh sát điều tra. Thì đấy là cái quan điểm của tôi về cái việc là không cứ phải là không chứng minh được tài sản là đấy là tài sản tham nhũng. Và tôi cũng nhấn mạnh là trong cái quy định này ấy, thì nó còn có một cái yếu tố khác ấy, đó là như anh Hiếu vừa nói là có nhiều người ta không chứng minh, người ta không muốn là công khai cái khoản tiền đó lên. Không phải chỉ là cái phạm tội, tôi thì lấy ví dụ như này. Ví dụ như là tôi là một cán bộ công chức, nhưng mà tôi có một cái quan hệ tình cảm với một cái người, một phụ nữ giàu có nào đó chẳng hạn. Thế là bà đấy thì bà lại để cho tôi một cái tài sản chẳng hạn rất là lớn. Nhưng mà tôi lại không muốn lộ cái thông tin là tôi nguồn gốc tài sản đấy đâu, bởi vì tôi sợ ảnh hưởng đến cái gia đình của tôi chẳng hạn. Thì đấy là đâu có phải là cái tài sản đấy là tài sản phạm tội, đúng không? Nó có rất nhiều trường hợp khác nhau trong cuộc sống, đa dạng trong cuộc sống. Thứ hai nữa là cái này, cái mục tiêu của các cái nhà làm luật là muốn là thu hồi lại được một cái phần nào đó để khắc phục cái hậu quả. Thế còn đây là cái chế tài này, tôi nghĩ là chế tài áp dụng cho cái việc là các cái cán bộ của công chức có thể kê khai cái tài sản thấp hơn hoặc là giấu cái tài sản đó so với cái tài sản thực tế, mà khi phát hiện thì người ta muốn thu hồi lại một cái phần nào đó. Thì theo quan điểm của tôi là như thế. Và một cái trường hợp khác ấy, đó là khi mà có cái hiện tượng phát hiện ra là có cái kê khai tài sản cao hơn và đang tiến hành là điều tra vụ án hình sự. Và tôi biết là cái quá trình tố tụng đối với vụ án hình sự thì không phải là đơn giản, có thể là rất là dài. Thế thì cái người đó chưa kết tội mà bị chết chẳng hạn thì phải tạm đình chỉ vụ án. Thế nếu mà tạm đình chỉ vụ án thì chắc chắn là sẽ không thu được cái số tiền mà phạm tội mà có chẳng hạn. Thì lúc đấy thì có thể áp dụng cái chế tài này để đánh thuế cái thu nhập cá nhân. Thì tôi nghĩ là nó cũng có một số cách cơ sở. Đấy, tôi xin hỏi anh một cái nữa là thế này.
Tức là nếu như ở đây mình đặt ngược đi và đặt ngược lại, là tôi đồng ý là cái biện pháp này có lẽ chỉ đạt được một cái mục đích duy nhất như anh vừa nói là thu hồi được một phần tài sản trong trường hợp tham nhũng. Nhưng mà thứ hai nữa là thứ hai nữa tôi nghĩ là, nhưng mà cái thứ hai nữa là thế này, đặt ngược trở lại như trong trường hợp như anh vừa nói nhá, thì cái này nó có một cái tác động rất phải mình phải tính đến trước khi mình nói nó là có nên thực thi và nó có hợp lý không. Là giả sử như thu nhập của tôi đấy là hợp pháp, đúng không? Đúng. Không do tham nhũng mà do một chị để lại, mà tự nhiên nhà nước đè ra đánh 45% hoặc 50% tài sản của tôi, thì như vậy đối với một con người bình thường như tôi cho rằng đấy cũng không hẳn là công bằng. Đúng. Thế thì như vậy rõ ràng là trong trường hợp này, cái biện pháp này tôi cho rằng là hiện nay đúng là đang có hai thứ, là nó cũng có một số cái mục đích nhất định, nhưng theo tôi còn khá hạn chế, và đặc biệt là cái mục tiêu để ngăn ngừa tham nhũng là theo tôi là rất yếu. Đấy là cái việc thứ nhất. Nhưng nó có hai cái khả năng là nó có thể bị lạm dụng. Một là nó có thể bị gọi là áp dụng oan cho người vô tội, và cái thứ hai là nó có thể bị lạm dụng cái công cụ đó để hợp pháp hóa cái việc tham nhũng. Thế thì bây giờ mình thử so sánh là lợi ích và cái tác động không mong muốn, thì như cá nhân tôi nhìn thấy thì tôi thấy rõ ràng là lợi ích ở đây không hẳn đã lớn hơn. Vâng. Mà lại cái tác động không mong muốn, đôi khi anh chúng ta cứ nhìn xem, đôi khi nó lại có vẻ là lớn hơn rất nhiều so với lại cái lợi ích mà ta thu lại được trên thực tế. Vâng. Thực ra tôi nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta làm đúng như hiện tại mà chúng ta thực thi được như cái quy định của chúng ta hiện nay đã là quá tốt. Không cần thêm bất không cần. Bởi vì thế này, tôi xử ông nhé, là về cái chuyện là ông kê khai không trung thực, là tôi xử ông chỉ cần về mặt hành chính thôi. Đúng không ạ? Bởi vì ông kê khai là ông có 10 ông chỉ kê khai 2. Đối với công chức là nguyên cái chuyện con đường tiến thân của ông không còn nữa. Tôi xử ông về hành chính. Như thế nếu ông làm được nghiêm, tức là trên thực tế là người ta khai được, ông quản lý được, ông kiểm tra được, thì đã là quá tốt, người ta đã rất ngại rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề của chúng ta hiện nay ấy, là khai thế nhưng không kiểm tra, kiểm soát được. Đấy mới là cái quan trọng. Cho người ta không ngại. Đúng không ạ? Vì cái người ta cần bám víu là bám víu cái vị trí công tác để có cơ hội. Trong những người mà người ta muốn tham nhũng đấy, thì người ta có cơ hội tham nhũng. Còn bây giờ ông không tiến thân được nữa, ông không phát triển được nữa, ông làm gì còn cơ hội để tham nhũng nữa. Người ta đã ngại rồi. Tôi cho rằng nó lại là như vậy. Còn dưới góc độ cái phần tiền ấy, mình muốn thu tiền ấy mà, thì mình cứ bổ sung vào luật thuế các cái quy định về thanh tra kiểm tra khoản nào như thế nào thì mình sẽ thu như thế nào, tôi nghĩ rất là ổn, không vấn đề gì cả. Thế thì nếu như tôi đang hình dung là hiện nay chúng ta đang bàn một trường hợp này là rất là chung, có nghĩa là bất kể một khoản nào, nhưng giả sử như có luật sư ở đây, giả sử như để áp dụng nó một cách chính xác, hạn chế tối đa những cái tác động không mong muốn như tôi vừa nói, thì liệu mình có thể khoanh nó nhỏ hơn không? Có một số trường hợp nào đó mà mình có cái tức là quy định cụ thể. Ví dụ tức là ví dụ như chúng ta không thể nói chung là tất cả mọi cái khoản chênh lệch rất lớn giữa thu nhập thực tế và cái thu nhập hợp pháp của anh mà chúng ta đè ra đánh như vậy, thì theo tôi trong trường hợp này là phải cân nhắc giữa lợi ích và cái chi phí. Vâng. Tuy nhiên nếu như chúng ta khoanh lại trong một số trường hợp nhất định nào đó mà chúng ta đánh nó, thì để đảm bảo cái sự chắc chắn là đánh trúng người này, đảm bảo cái mục tiêu là phòng chống tham nhũng này, thu hồi thiệt hại này và hạn chế cái việc lạm dụng nó, thì liệu có cái trường hợp nào nó cụ thể hơn mà chúng ta nên khoanh lại không? Theo tôi hiểu cái ý của anh Hiếu, anh Hiếu thì cũng là người mà tôi hiểu biết là anh cũng tham gia vào rất nhiều các cái việc đóng góp và việc xây dựng luật rồi nghị định, thì anh biết là xây dựng luật và nghị định tương đối là khó, đặc biệt là luật phòng chống tham nhũng, và không một cái quy định nào nó có thể toàn bích được. Nó vừa giải quyết được cái mục tiêu là thu hồi tiền, lại giải quyết được cái mục tiêu là đảm bảo cái quyền lợi của cán bộ công chức rồi quyền của công dân, thực sự rất là khó. Tôi cũng đã trong cái ban thư ký một số cái dự thảo nghị định và luật thấy quá khó để xây dựng luật, thì tôi nghĩ là cái đấy thì chắc chắn thì anh Hiếu có thể suy nghĩ thêm và gửi cho ban soạn thảo, có thể là một cái mức là 45% nó có thấp hoặc là mức nào cao hơn, hoặc là một cái giải pháp nào đó, chứ còn tôi nghĩ là vẫn phải có giải pháp để thu hồi. Thế còn lại thì tôi nghĩ cái ý kiến của anh ấy là không cần, thì tôi nghĩ là chưa hợp lý. Bởi vì như này, nếu mà bây giờ chỉ giải quyết mỗi cái vấn đề là kỷ luật theo cái quy định của pháp luật cán bộ công chức, luật cán bộ công chức, là chúng ta cán bộ mà đã vi phạm thì cái con đường tiến thân là hỏng rồi. Thế rồi có khi là phải bị khiển trách rồi kỷ luật thì tất nhiên. Nhưng mà hiện nay là cái việc kê khai đối với lại cái tài sản
của cán bộ công chức hiện nay thì tôi nghĩ là có kê khai, nhưng mà làm rất là chiếu lệ và hình thức. Tôi có nhiều anh bạn làm trong nhà nước Hà Nội, anh cũng hỏi tôi về các cái anh có thuộc đối tượng phải kê khai hay không, bởi vì từ cấp phó trưởng phòng hiện nay đảng viên là phải kê khai. Nhưng mà một cái phó trưởng phòng ở một cái đất nước mà có nhiều công chức viên chức như Việt Nam thì là quá nhiều. Và nếu mà cứ kê khai xong rồi nộp vào cho cơ quan không có cái cơ chế kiểm tra, và nếu mà phát hiện ra mà có cái sự chênh lệch không có chế tài nào thu hồi thì tôi nghĩ là cũng không ổn. Thì tôi nghĩ là đây là một cái giải pháp mà ban soạn thảo đưa ra, thì tôi nghĩ là có thể bàn cãi thêm về số lượng hoặc là các cái trường hợp nào đó, nhưng mà tôi nghĩ là cũng nghĩ ra một cái giải pháp là rất khó. Nhắc đến cơ chế kiểm tra trong số đối thoại trước, ba khách mời cũng có bàn luận tới một cái giải pháp là chúng ta cứ đưa hết tất cả lên một website, tất cả thông tin về tài sản của những cán bộ công chức và tất cả mọi người đều có thể truy cập được. Như vậy cái sự công khai minh bạch đấy thì sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang bàn. Không biết là ý kiến các khách mời như thế nào? Cái này là cái khuyến nghị rất lớn của cái công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng. Đúng. Họ cũng họ nhấn mạnh nhiều đến cái công cụ là công khai hóa các cái thông tin. Đúng. Và mở rộng cái gọi là sự tiếp cận thông tin của các đối tượng giám sát là người dân. Thì tôi hoàn toàn cái đấy là có lẽ là một cái cách tức mà có lẽ là văn minh nhất, ít tốn kém chi phí nhất, nhưng mà tác động nó lại là lớn nhất. Nhưng hiện nay tôi nghĩ rằng là chúng ta đang bàn câu chuyện ở đây là ngoài những cái biện pháp như vậy, là theo tôi là buộc phải làm, thì cái biện pháp mà hiện nay ta tạm gọi là bổ sung thêm như chúng ta đã trao đổi là đánh thuế cho cái phần thu nhập đó, thì trong trường hợp này nó có hợp lý hay không, nó có thể thực thi được hay không, và nếu như thực thi nó thì liệu nó có tác động không mong muốn hay không. Bởi vì như anh chị biết là khi làm luật thì cái lo lắng nhất, đặc biệt trong phòng chống tham nhũng, thì các biện pháp đưa ra đôi khi nó là con dao hai lưỡi, nó rất khó. Đôi khi nó cũng đạt được mục tiêu nhưng đôi khi nó lại có cái tác động rất không mong muốn. Và cái câu chuyện này thì cũng rất là khó ở các nước thôi. Các nước thì họ cũng tranh luận rất là nhiều về cái vấn đề này. Và hiện nay thì cũng chưa có thể khẳng định được rằng là có một cái quan điểm nào là chính thống. Như tôi được biết là Hồng Kông họ cũng áp dụng rất là mạnh mẽ. Xử phạt thậm chí đến 10 năm tù, phạt 1 triệu đô la Hồng Kông, gọi là cái tiền tạm gọi là cái tiền phạt ấy. Và tịch thu cái tài sản tăng thêm. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, những cái chế tài rất là mạnh. Tất nhiên là trong trường hợp chứng minh được đó là tăng thêm, không giải trình được nhưng là illegal, tức là không hợp pháp nữa. Là việc làm trang web, ông Hiếu nói là buộc phải làm, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã không làm. Trước đây chúng ta không làm, hiện nay chúng ta đang có ý định, cũng không chưa thấy có ý định dục dịch gì trong vấn đề làm. Đó là ý kiến của khán giả của chúng tôi. Họ rất là muốn chúng ta nói thêm về cái giải pháp đó. Tôi nghĩ là... em xin lỗi nhiều. Okay. Tôi nghĩ là trong cái dự thảo cái luật phòng chống tham nhũng cũng không nói là cái yếu tố là cần phải làm công khai bằng cách nào, website rồi mạng xã hội hay bất kỳ cái gì. Có nghĩa là tôi là một người dân bình thường thì tôi muốn là biết là người lãnh đạo thành phố chẳng hạn, là lãnh đạo trung ương là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản, đất đai ở đâu. Thì ở nước ngoài tôi nghĩ là cái đấy là công khai, bởi vì ông đã làm lãnh đạo, ví dụ đại biểu quốc hội, trục chính quyền, thì nó tránh cái việc xung đột lợi ích và nhân dân có quyền được biết cái khoản đó. Thì tôi nghĩ là trong cái dự thảo lên, ban soạn thảo lên có thể đưa ra cái đấy và có thể là bước đột phá. Và nhiều quốc gia người ta đã làm rồi. Và đấy cũng là một cái biện pháp để phòng chống tham nhũng thôi. Tôi nghĩ là cái đấy thì cái ban soạn thảo không hiểu là tại sao lại không đưa ra. Chứ nếu mà đưa vào một cái điều luật thì quá là hay. Tôi cũng đồng ý là rõ ràng là cái này, biện pháp này là rất quan trọng. Đúng rồi. Và nếu như giả sử như dự thảo giờ chưa đưa ra thì tôi cũng rất là kiến nghị mạnh mẽ là nên đưa cái việc công khai hóa cái thông tin về kê khai tài sản. Bởi vì theo đánh giá của các cái nghiên cứu thì cái công khai hóa cái thông tin về tài sản của công chức nó có một cái tác động rất mạnh mẽ về mặt tương lai. Có nghĩa là nó gọi là xây dựng cái niềm tin của dân chúng đối với chính phủ, đặc biệt là đối với cán bộ công chức nhà nước. Và khi chúng ta xây dựng được cái niềm tin, cái sự tin tưởng ấy, thì nó hơn cả là phòng chống tham nhũng. Và nó còn là thúc đẩy phát triển nữa cơ. Cho nên là cái biện pháp đấy thì luôn luôn được các tổ chức và các quốc gia phát triển họ luôn nhấn mạnh đến việc là một trong những biện pháp có thể tạm gọi là rất hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng hiện nay. Bởi vì hiện nay là kê khai là cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao là kê khai tài sản rất là ít. Nhưng mà khi mà về hưu gọi là hạ cánh an toàn ấy, thì nhân dân lại thấy là tài sản tăng lên rất là cao. Rất nhiều biệt thự rồi siêu xe. Đấy thì có cái sự công khai ngay từ đầu thì nhân dân có cái sự so sánh là tại sao lúc đương chức tài sản như này và khi về hưu tài sản như này. Và cái đấy là một cái cơ sở rất là quan trọng để chứng minh là có hành vi tham nhũng.
Và hiện nay thì cơ sở luật thì cũng có thể là truy cứu cả trách nhiệm đối với những người mà kể cả đã về hưu rồi. Kể cả quy định của điều lệ về hành chính và của pháp luật thì đều có cái chế tài như thế. Thì tôi nghĩ là đây là một cái giải pháp mà nên đưa vào luật. Hiện nay là ở cái luật hiện hành của chúng ta và các cái văn bản hướng dẫn liên quan đến công chức là cái phần tài sản ấy là chúng ta thậm chí là còn có những quy định chỉ công khai với những đối tượng nào thôi, với cấp trên thôi. Rồi. Xong rồi thì ai mà ở bộ phận tổ chức cán bộ mà quản lý cái đấy mà để cho người ngoài biết thì đấy là vi phạm bí mật, còn là có lỗi. Cho nên rõ ràng cái đấy mà nếu chúng ta nhìn ra các nước thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái việc mà như nãy ban tôi nói đấy, tức là nếu chúng ta làm thật tốt cái việc giám sát xem công khai có đúng không, kiểm tra xem công khai có đúng không thì nó đã là quá tốt rồi. Vì cái yếu của chúng ta ở nay hiện nay là không đối chứng được, không chỉ ra được là họ khai không đúng. Cái yếu nhất là hiện nay là như thế, đúng không ạ? Thì mà chúng ta có quy định là dù tôi thu thuế hay tôi tịch thu, kể cả chúng ta có quy định như vậy đi mà chúng ta không làm tốt được kiểm tra giám sát để mà phát hiện ra những trường hợp đấy thì cái quy định kia trở nên vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả, đúng không anh nhỉ? Đấy, ngay từ đầu tôi nói cái quan trọng nhất thực ra là phải kiểm tra giám sát được. Và tôi rất đồng tình là cái việc đấy không có lý do gì phải không công khai minh bạch. Rất nhiều thứ, một cái xã hội càng hiện đại càng công khai minh bạch càng tốt. Đặc biệt là anh đã chấp nhận làm công chức, anh đã chấp nhận làm người lãnh đạo thì anh phải chấp nhận như vậy. Còn nếu không anh làm dân thì tôi không bắt anh phải công khai, đúng không? Anh chỉ khai thuế thôi, đúng không? Không vấn đề gì cả. Thì tôi nghĩ cái đó. Thế còn quay trở lại vấn đề là bây giờ ta mới là có hai cái khả năng bây giờ anh khai như thế nó lệch thì nếu mà anh giải trình được là cái này là tôi có nó hợp pháp nhưng mà tôi chưa khai thuế, tôi xử lý, tôi thu thuế anh đó, theo quy định pháp luật thế, nếu cần thiết thì tôi sửa luật để tôi thu được cái chỗ đó cho nó phù hợp. Còn cái phần mà anh không chứng minh được đó, anh không giải trình được đấy là hợp pháp thì đấy là dấu hiệu để tôi điều tra anh. Vâng. Đó, và tôi sẽ kiên quyết điều tra. Trường hợp ấy tôi bắt cái cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc điều tra, đúng không ạ? Và tôi điều tra tôi chứng minh được là tội thì tôi sẽ xử lý theo tội phạm. Tôi nghĩ như thế nó sẽ là hài hòa hơn. Tôi nghĩ dân chúng cũng sẽ rất ủng hộ, bởi vì một cái xã hội mà quản lý nhà nước càng minh bạch, pháp luật càng minh bạch thì nó càng văn minh, càng công bằng. Vâng ạ. Chúng ta bàn thêm về một vấn đề nữa. Khi mà chúng tôi nhận được những câu hỏi, những cái ý kiến đóng góp của quý vị khán giả thì đa phần các khán giả xem kênh truyền hình VTV là các doanh nghiệp ạ, thì họ có nói về vấn đề là nguồn gốc của những cái tài sản tham nhũng đấy, những tài sản đó từ đâu ra, liệu có phải là do họ gây khó khăn nhũng nhiễu cho doanh nghiệp hay không. Hiện nay thì có rất nhiều tình trạng, thậm chí như số trước các khách mời có nhắc về tình trạng tham nhũng này, tham nhũng vặt này, và rất nhiều những cái hiện trạng hiện nay gây khó khăn, gây nhũng nhiễu để tạo ra những khối tài sản như vậy. Thì ông Hiếu, tôi nghĩ là ông Hiếu là một người rất là sâu sát với doanh nghiệp và với cái quá trình cải cách, đúng không? Ông Hiếu có thể cung cấp một góc nhìn về chuyện này. Đúng rồi, cái đấy thì cái phản ánh của doanh nghiệp ấy thì nó rất là cụ thể với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phản ánh rất là đúng, nhưng xét về mặt phương pháp luận ấy, về mặt phòng chống tham nhũng ấy, thì các nước họ cũng phát hiện ra vấn đề như vậy. Thì bao giờ phòng chống tham nhũng thì nó phải có rất nhiều các biện pháp kết hợp chứ không chỉ có một biện pháp. Đấy là tôi muốn nhấn mạnh lại. Cái đánh thuế về cái khoản thu nhập không giải trình được là một biện pháp. Các nước họ cũng có những biện pháp giải quyết gọi là rất căn cơ, người ta gọi là cải cách, reform, cải cách quy chế. Có nghĩa rằng là người ta cũng nhấn mạnh đến rằng là rất nhiều những cái nguồn tiền tham nhũng là từ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục, mà do luật pháp không chất lượng kém, do luật pháp không minh bạch, luật pháp không rõ ràng. Và như vậy thì khiến cho cái câu chuyện là doanh nghiệp cứ phải nộp tiền cho cơ quan nhà nước để được giải quyết thủ tục. Thì rất nhiều nước họ cũng nhấn mạnh thêm cả việc nâng cao chất lượng, bãi bỏ quy định, làm cho quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, ít tranh cãi hơn, cũng là một biện pháp để phòng chống tham nhũng. Thì rõ ràng là cái ý kiến của doanh nghiệp theo tôi là rất hợp lý. Luật sư thì sao? Tôi nghĩ là cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay ấy, thì có cái tỷ lệ tương đối cao, bởi một số cái lý do, đó là như anh Hiếu nói, đó là quy trình, cái thủ tục, đặc biệt là đối với doanh nghiệp ấy, thì là đôi khi là có quá nhiều các giấy phép con, rồi quá nhiều cái thủ tục, đôi khi nó làm cho doanh nghiệp là bắt buộc là phải chi tiền để giải quyết nhanh. Bởi vì chúng tôi làm doanh nghiệp thì chúng tôi hiểu là chúng tôi muốn nhanh, và chúng tôi muốn là không muốn là có một cái sự đối đầu với lại cơ quan nhà nước, bởi vì như thế thì sẽ rất là bất lợi cho doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi không muốn là có một cái tiếng là chúng tôi doanh nghiệp này chúng tôi đã từng là
tố cáo một cái quan chức nọ, tố cáo một cái cơ quan kia, và như thế thì lên báo chí thì rất rất ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cái đấy là cái mà cái tâm lý của doanh nghiệp, tôi làm người doanh nghiệp tôi hiểu là chúng tôi rất sợ cái chuyện như thế. Thứ hai nữa ấy là từ cái việc là doanh nghiệp là có cái sự thỏa hiệp với lại cán bộ, thỏa hiệp với chính quyền để được việc nhanh, thế vì vậy mà sẽ rất là khó phòng chống tham nhũng. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ là hiện nay thì có nhiều các cái cán bộ công chức mà tôi biết là họ có quyền và họ có thông tin, thế vì vậy mà thường là thành lập các cái công ty sân sau để tham nhũng, và cái đấy là cái mà tham nhũng nhiều nhất hiện nay. Và cái chúng tôi thường nói là những cái gì ngon thì các sếp ăn hết rồi, thế còn lại những cái gì xương sậu thì mới đến doanh nghiệp, mà doanh nghiệp muốn được cái đấy thì lại phải chung chi và phải có cái cổ phần của những cái người trong lãnh đạo thì mới có thể lấy được những cái hợp đồng như thế. Thì đấy là cái mà thực tế mà tôi biết được, nhưng mà không ít, rất ít doanh nghiệp mà dám nói và dám công khai những cái chuyện đó, bởi vì sẽ rất ảnh hưởng. Nói thật, cái đấy là cái mà chúng ta sẽ rất khó vượt qua trong cái giai đoạn này và trong một số năm nữa. Vâng, tôi rất chia sẻ với anh Hà và anh Hiếu. Thực ra thì đúng là phải giải, để nói cái vấn đề này trong phòng chống tham nhũng nó phải rất là đồng bộ và toàn diện. Và nếu nói như kinh nghiệm của Singapore ấy, thì phải làm cho cái quan chức và công chức là không muốn, không dám, không thể. Không muốn bởi vì người ta, cái cuộc sống của người ta về mặt thu nhập khi làm công chức nó tương đối ổn so với mặt bằng chung của xã hội. Và anh ta không thể bởi vì hệ thống rất minh bạch. Anh không thể, anh làm cái gì tôi biết ngay. Đấy, và dân người ta cũng không dễ gì chấp nhận cái việc anh nhũng nhiễu, bởi vì mọi thứ nó rõ ràng hết rồi. Quy trình nó thuận tiện, nó rất minh bạch. Anh không thể mù mờ những cái này, anh không thể là xin cho được, không có một chút nào xin cho ở đây cả. Rất rõ ràng, tức là không thể. Và không dám là bởi vì khi phát hiện ra xử lý rất nghiêm, phát hiện rất tốt, xử lý rất nghiêm. Thế thì để làm được điều đấy, rõ ràng này, tôi đồng ý với anh Hà là cần một thời gian rất dài. Rất dài, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy những vấn đề nó lớn như thế. Để mà người ta không dám thì rõ ràng là vấn đề tiền lương và thu nhập. Tiền lương bây giờ chúng ta đang có cái định hướng tốt là tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Đáng có chủ trương như vậy thôi. Đúng không ạ? Xong rồi thì giải pháp về tiền lương có cả nghị quyết trung ương vấn đề đấy rồi, nhưng mà để làm rõ ràng rất cần rất nhiều thời gian. Bây giờ tinh giản ai? Đúng không? Cần cái lộ trình rất nhiều thời gian để mà có cái câu chuyện là để người ta không dám. Và rõ ràng nó còn được lợi ích kép là cái người mà người ta không làm ở cái bộ máy hành chính nhà nước ấy, thì người ta ra người ta làm doanh nghiệp, người ta lại tạo ra của cải cho xã hội. Như vậy lợi ích thì ai cũng nhìn thấy, nhưng làm là đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhưng có những thứ chúng ta có thể cái đấy là phải mất nhiều thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà cái có thể làm ngay được là mọi thứ minh bạch tốt đi, sửa pháp luật để cho nó chặt chẽ đi, để nó giảm đến mức thấp nhất những cái chuyện nó xin cho, tức là những thứ mà được quyết định bởi một cái người nào đấy ở vị trí trong cơ quan hành pháp, anh được quyết định, và nó rõ ràng ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Còn một góc nữa tôi muốn nhìn là bản thân khi chúng ta làm tốt được điều đấy rồi thì phần nào đấy ngay cả phía doanh nghiệp, bởi vì một số người ấy là buộc phải bỏ tiền ra để cho nó nhanh, cho nó được việc, để cho thuận lợi. Nhưng còn một số người anh lại cố tình anh làm sai. Anh cố tình anh làm sai thì anh lại luôn luôn mong muốn cái đấy nó tồn tại để anh được làm sai và anh hưởng lợi. Nhưng mà đa phần đều là không mong muốn. Đúng rồi. Đúng ạ. Đúng rồi, đa phần là không mong muốn, nhưng rõ ràng là khi mình làm tốt cái điều đấy thì những cái chỗ mà mong muốn người ta làm sai ấy, mong muốn nó tù mù để mình kiếm lợi ấy, nó sẽ không còn đất sống nữa. Tức là cái quy luật chung ấy mà làm cho những cái người mà kinh doanh gọi là chụp giật, tôi cho cái kiểu chụp giật không tốt, nó sẽ thu hẹp lại. Rõ ràng là như thế thì tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn. Vâng. Không phải anh ạ, bởi vì về khía cạnh doanh nghiệp bọn em chia sẻ nhé. Thực tế là những cái người ấy, mà những cái lãnh đạo doanh nghiệp ấy, không phải thế là trục giật đâu, mà những lãnh đạo doanh nghiệp mà thứ nhất là có quan hệ tốt, thứ hai là biết được những cái lỗ hổng và lợi dụng được những chính sách đấy là đem được lợi cho doanh nghiệp, thì đôi khi là kể cả trong cộng đồng doanh nghiệp là đôi khi là có một số người đánh giá như thế là cao, là giỏi, chứ không phải là ấy đâu. Và cái tâm lý như thế thì nó lại càng khó chống tham nhũng hơn. Chứ còn phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đều muốn là thủ tục nó nhanh và không phải mất tiền, chi phí bôi trơn. Nhưng mà đối với những cái doanh nghiệp người ta tầm trung trung, người ta quan hệ tốt, người ta lợi dụng được cái chính sách, lợi dụng được cái tham nhũng để người ta làm lợi và lợi tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, thì họ cứ quyết liệt họ làm thôi. Thì chúng tôi là những người làm doanh nghiệp là chúng tôi luôn luôn thứ nhất là muốn tối ưu hóa lợi nhuận, và tối ưu hóa lợi nhuận bằng nhiều cách.
trong đó có cách là cấu kết và đưa tham nhũng để được việc. Đúng là tôi biết MC hỏi câu đấy là vì đúng là bây giờ cái nguồn gốc của gốc của tham nhũng nó cũng có mấy loại như tôi vừa nói, nhưng nó có hai loại cơ bản đấy. Một là cái loại từ tham nhũng thủ tục như tôi vừa nói, nó khá là lớn và khá là ở một cái phạm vi khá là rộng và có liên quan đến gần như rất nhiều công chức. Cái tham nhũng thứ hai nó gọi là tham nhũng ra tấm ra món ấy, thì nó ở một cái phạm vi nó hẹp hơn, là như anh Hà nói là nó có các cái công ty sân sau, có các cái lợi ích có liên quan, nhưng nó lại là những cái tham nhũng rất lớn nếu có. Đấy là. Còn lại cái tham nhũng ở cái mảng thứ nhất thì đúng là nó cũng lớn, nếu như cộng dồn nó cũng lớn, nhưng đôi khi nó lại bị phải chia cho một cái đối tượng là công chức ở một cái phạm vi rộng hơn. Rộng. Nên là cái tham mức độ tham nhũng cho mỗi công chức có thể nó không lớn như cái tổng số chi phí của xã hội. Thế thì đúng là để giải quyết hai vấn đề đấy thì như tôi cũng vừa trao đổi và tôi rất đồng ý là có lẽ là mình cũng nên tập trung vào cái việc đầu tiên là chống cái tham nhũng khá phổ biến như hiện nay đó. Và để chống được cái đấy thì đúng là chẳng có cách nào khác ngoài việc thứ nhất là quy định pháp luật phải rất tốt. Thứ hai là tổ chức thực thi phải rất tốt. Như anh tôi rất chia sẻ với anh Hà, không phải doanh nghiệp nào cũng chộp giật. Như tôi vừa nói, muốn thông quan mà để thông quan đúng ngày khi mà chúng ta đã ký hợp đồng với lại đối tác rồi, chúng ta chuẩn bị bán ra thị trường rồi, và đến ngày hôm nay, ngày mai là ngày phải giao hàng mà hôm nay vẫn chưa thông quan được, thì tôi khẳng định là thì tha rằng doanh nghiệp mất đi một cái khoản tiền nào đó để họ thông quan đúng ngày, đỡ bị phạt hợp đồng, đỡ bị mất đi cơ hội kinh doanh, thì cái lợi ích đấy đôi khi nó lại còn lớn hơn rất là nhiều. Nên tự nhiên rất nhiều khi cái việc thực thi pháp luật của chúng ta là không tiên định được, quy định rất kém rõ ràng, nó khiến cho doanh nghiệp không muốn cũng phải tham nhũng. Và thậm chí cán bộ có từ chối thì có lẽ trong trường hợp này doanh nghiệp họ cũng sẽ phải đuổi theo. Đúng rồi. Để họ đưa tiền tham nhũng. Họ thậm chí họ bắt phải lấy tham nhũng chứ không hẳn đã là như vậy. Chứ thì trong trường hợp này thậm chí còn hơn cả tự nguyện chứ không hẳn là bắt buộc. Thế thì tôi cho rằng là đúng là chúng ta khoanh lại thì đấy là một cái mảng mà tôi cho rằng là cần. Tôi xin cung cấp cho các khách mời thêm một số con số mà doanh nghiệp cung cấp cho chúng tôi để các khách mời bàn luận thêm trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình. Đó là với 700.000 doanh nghiệp hiện nay chúng ta có, mỗi doanh nghiệp chỉ phải đóng 1 triệu thì chúng ta đã có là hơn 700 tỷ cho cái tiền tham nhũng, hay là với 340 tỷ đô la xuất nhập khẩu một năm thì chỉ cần 1% thôi là đã có 3,4 tỷ đô la. Thì cái con số đấy khiến các khách mời cảm thấy thế nào ạ? Như tôi vừa nói là nhiều người bảo là tham nhũng vặt nhưng không vặt tí nào. Có nghĩa là nó, nếu như cộng dồn lại nó là một con số rất lớn. Và diện rộng. Và ở cái diện thì theo tôi nói là rất rộng. Và nếu như chúng ta xét là 700.000 doanh nghiệp, 1 triệu với một thủ tục hành chính. Nhưng hiện nay nếu như con số nó sẽ còn là ghê gớm hơn, nếu như ta nói rằng là nếu như chúng ta có khoảng hơn 5.000 thủ tục hành chính. Mà lại với con số như vừa rồi, nhân với 5.000 nữa. Và nếu như chúng ta giảm đi con số tham nhũng là chỉ 100-200.000 thôi. Thì con số nó cũng đã là rất là nhiều. Ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là tôi vẫn cho rằng là đúng là cái mà chúng ta hướng đến là cái như MC nói là mặc dù cái tham nhũng ta tạm gọi ở diện rộng đấy mà vặt đấy mà ta chống được thì cái tổng cái lợi ích nó cũng đã là rất lớn, rất lớn. Cái lớn hơn là như thế này là cái thủ tục hành chính nó trở nên nó thuận tiện, nó đơn giản. Và nó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nó thu hút cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài hăng hái đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tức là cái môi trường đầu tư và kinh doanh nó thuận lợi hơn. Cộng với lại cái cơ hội kinh doanh đôi khi, cái chi phí cơ hội đôi khi nó không bị mất. Giảm chi phí cơ hội. Tôi nghĩ là cải cách ở Việt Nam chậm quá. Giữa quy định của luật và thực tế thì một cái khoảng cách rất xa. Bây giờ phải có cái cách nào đó, phải có cái biện pháp, giải pháp từ phía cơ quan nhà nước làm sao mà hạn chế cái sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp với lại cơ quan nhà nước từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất thì mới giảm được cái tham nhũng. Chứ còn tôi nghĩ là chỉ nhìn những cái chỉ số như thế thì tôi nghĩ là cũng có cái cải cách, nhưng mà về mặt thực tế mà nói thì tương đối là chậm. Thưa các khách mời, có lẽ là chủ đề của đối thoại thì là một chủ đề rất là rộng, và để bàn kỹ chúng tôi cũng đi từ một cái việc rất là cụ thể, từ một cái đề xuất là đánh thuế 45% để chuyển ra những câu chuyện nó rất là gần gũi, rất là sát sườn đối với cả những cái nhu cầu, đối với cả những cái vấn đề doanh nghiệp đang phải đối mặt. Và chúng tôi hiểu là ngày hôm nay thì các khách mời dưới những góc nhìn của mình thì cũng đã rất là thấu hiểu, rất là chia sẻ cho những cái khó khăn, những cái bức xúc của doanh nghiệp. Chúng tôi rất là mong các chương trình đối thoại tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của quý vị khán giả để cùng các khách mời là các chuyên gia về luật, về kinh tế
về thuế để có thể giải đáp những cái vấn đề như vậy. Và chúng tôi cũng rất là mong những cái giải pháp này công khai, minh bạch, hay những giải pháp mà chúng ta đưa ra nó là bắt buộc, nó là cần thiết và không thể là không làm thì sẽ được thực thi một cách sớm nhất. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với Trường Quay Đối Thoại và chia sẻ những cái thông tin của mình, những góc nhìn của mình. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở các chương trình đối thoại tiếp theo ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.